Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm thứ bảy và chủ nhật tuần vừa rồi á, thì em có việc cá nhân nên là em cũng không có nghe điện thoại cũng như là phản hồi hết các cái thông tin cho anh em, cũng như là có một số vấn đề phát sinh thì em cũng chưa có kịp xử lý được á. Nên là nếu mà có anh em nào mà có liên hệ trong ngày thứ bảy và chủ nhật á, thì em mà chưa xử lý xong á, thì anh em có thể là liên hệ lại giùm em ha. Thì trong hôm nay, sáng hôm nay thì em cũng đã chủ động liên hệ lại để xử lý các cái vấn đề phát sinh của anh em đó. Thì nhưng mà không biết còn có còn thiếu sót của anh em nào hay không, thì nếu mà có thiếu sót đó, thì anh em liên hệ lại giùm em nha. Tại vì đôi lúc nhiều quá thì em cũng bị trôi tin nhắn hoặc là những cái cuộc gọi em không có nhớ hết đó. Nên là anh em cũng thông cảm giùm đó, nếu mà vấn đề của anh em nào chưa được xử lý thì anh em cũng thông cảm bỏ qua giùm em nha. Rồi thì hôm nay bên em cũng đã chính thức làm việc lại, và hôm nay cũng là ngày 4 tháng 3 ha, ngày đầu tháng, thì em cũng lên một cái chương trình quà tặng cho anh em. Đối với các cái sản phẩm Deadton thì như anh em cũng biết là hiện tại là các sản phẩm của Deadton có một số cái biến đổi nhẹ về cái pin sạc này, rồi cũng như giá của một số sản phẩm đó, nó có một biến động nhẹ ha. Nhưng mà đa phần thì ở trên thị trường thì các anh em khác vẫn đang giữ cái giá cũ, thì đây là đa phần là cái hàng tồn lại ha. Nhưng mà đâu đó khoảng tầm thêm 1-2 tuần nữa thì anh em sẽ thấy được cái sự biến động nó rõ rệt hơn. Nói chung là anh em nào mà đang có nhu cầu mua hàng thì có thể là tranh thủ mua thôi. Nên tại vì những cái chương trình tốt thì vẫn đang đầu tháng nó vẫn đang có nha. Rồi thì hôm nay em sẽ tổng hợp lại một số cái chương trình của Deadton nha. Về các cái dòng khoan mài, rồi bu lông, chiên vít. Đó, và thêm cho anh em một số cái pin ha. Rồi em sẽ đi từ nhỏ tới lớn để cho anh em tiện theo dõi ha. Đầu tiên đó là cái con máy khoan... máy khoan 55 niêu đó. Thì hôm nay em sẽ có một số cái phần quà tặng cho anh em, tức là khi anh em mua sản phẩm thì em sẽ kèm thêm cái quà theo cái giá của hãng, và đồng thời thì các cái sản phẩm trong hôm nay em lên cho anh em cũng sẽ hỗ trợ bao ship luôn ha, hỗ trợ bao ship đó. Còn một số sản phẩm nào mà không có hỗ trợ bao ship thì em cũng sẽ báo để cho anh em rõ đó. Thì cái phần quà tặng thì sẽ loanh quanh đâu đó là ví dụ như anh em mua cái máy mài, máy cắt gì đó thì em sẽ tặng cho anh em cái đĩa này, là đĩa đa năng nha. Đĩa đa năng, cái đĩa này thì anh em dùng để anh em thấy nó có những cái me nè đó, nó có những cái me đây, em làm tháo ra cho anh em coi đó. Rồi đĩa này thì khá là xịn nha anh em, đĩa này là khá xịn ha. Ở này nó sẽ có những cái me nha, me để anh em cắt kim loại á, tức là cái đĩa này thì anh em dùng để cắt sắt hoặc là cắt gỗ nó vẫn ok nha đó, cắt gạch cũng được luôn, nhưng mà đĩa này thì anh em nên dùng để cắt gỗ và cắt kim loại thôi đó, cái lưỡi nó sẽ bền hơn. Còn ví dụ như anh em nào mà cắt gạch á, thì anh em nên sử dụng cái đĩa này. Đó, đĩa này thì để chuyên cắt gạch hoặc là đá hoa cương hoặc là bê tông gì đó thì anh em sử dụng cái đĩa này. Thì anh em lưu ý trong quá trình cắt thì mình cũng nên ví dụ như đối với đĩa này thì anh em cắt thêm một ít nước rồi thì nó sẽ ok hơn nha. Rồi. Thì khi anh em mua mấy đĩa mài, đĩa cắt thì em sẽ tặng cho anh em đĩa này. Thì đĩa này thì trị giá đâu đó khoảng 100 ngàn, hơn 100 ngàn nha anh em, trên thị trường đang bán ha. Còn cái đĩa này thì khoảng 80 ngàn đó, mua máy mài, máy cắt gì đó em sẽ tặng cho anh em cái này. Còn ví dụ như khi mà anh em mua máy mài, máy cắt mà không có nhu cầu lấy những cái đĩa này á, thì em cũng sẽ trừ tiền ra cho anh em luôn. Về cái giá trị mà trừ ra thì anh em có thể liên hệ giùm em. Thì tại vì những cái này thì em không thể nào mà trừ bằng cái giá, ví dụ như cái này là 120 ngàn đi, em không thể nào trừ thẳng 120 ngàn cho anh em được. Hoặc là cái này 80 ngàn thì em cũng không có thể nào trừ thẳng 80 ngàn cho anh em được ha. Thì em sẽ trừ một phần nào đó thôi. Cái quyền lựa chọn là ở anh em. Đó, ví dụ như anh em thấy ok, lấy combo này với cái máy mài, máy cắt gì đó nó hợp lý thì anh em có thể lấy quà. Còn nếu mà không hợp lý thì anh em có thể là bỏ quà ra. Đó, tùy vào nhu cầu ha. Rồi, hoặc là sẽ có những cái chương trình tặng ba cái mũi khoan, mũi vít của Milwaukee này chẳng hạn. Khi anh em mua mấy chuyên vít hoặc là mấy khoan, rồi tặng hoặc là tặng ba mũi khoan đa năng. Mũi này là mũi khoan đa năng 4 cạnh nha anh em. Đó, mũi 4 cạnh ha. Đó, anh em thấy không? Tức là anh em khi mà anh em sử dụng mũi khoan này, chui lục giác này, anh em sử dụng mũi khoan này thì anh em chỉ cần khoan ở chế độ mà không cần búa thì nó vẫn khoan được. Tức là những cái máy chuyên vít hoặc là vít trượt thì anh em vẫn sử dụng để khoan tường được ok nha anh em. Thì đối với cái mũi này thì anh em sẽ khoan ở trên các vật liệu, ví dụ như là gạch đá này, gạch này, rồi đá hoa cương này, rồi tường này đó, hoặc là khoan trên gỗ nó cũng khá là ok nha. Thì mũi này thì nó sẽ không có khoan sắt được nha anh em, nên là nhiều khi anh em khoan sắt nó sẽ bị cháy mũi. Hoặc là anh em nếu mà muốn khoan sắt thì anh em nhớ thêm dầu vào đó, thêm dầu vào thì nó sẽ đỡ bị cháy mũi. Và anh em khoan thì cũng nên khoan nhịp nhàng, khoan
chứ không phải là anh bấm em bấm tốc độ tối đa thì nó rất là dễ gây cháy mũi nha. Nên là khoan còn một cái kỹ thuật rất là hay á. Rồi hoặc là anh em mua cái ba mũi vít này đó, thì ở trong chương trình thì em sẽ có tặng kèm những cái quà tặng giống như vậy. Thì anh em nào có nhu cầu lấy quà tặng nào thì anh em có thể lấy, hoặc là anh em có thể lấy hai cái mũi cái vít ngắn, một cái mũi khoan vẫn được đúng không, em vẫn hỗ trợ cho anh em. Hoặc là anh em lấy hai mũi khoan một mũi vít cũng ok, tức là em vẫn hỗ trợ anh em luôn. Hoặc là anh em có thể lấy một cái đĩa này kèm thêm một mũi vít gì đó. Thì nói chung là khi anh em mua thì em sẽ có những quà tặng như thế này, thì em có thể quy đổi ra để cho anh em lấy và anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình thôi. Và đây là những cái phần quà tặng đó, là quà tặng kèm ha. Rồi đầu tiên đó là cái con M21ID1055BL, con này thì là khoan 10 ly ha, khoan 10 ly của Deadton đó. Thì đối với cái con này á thì hiện tại nó có hai màu, màu xanh và màu xám ha. Thì con này cũng là một cái mẫu cũng khá là lâu đời của Deadton rồi, và những anh em nào mà làm về thợ kiểu như là camera đồ đó thì cũng rất là thích ha, hoặc là thợ nhôm kính đồ cũng rất là thích con này. Thì cái ưu điểm con này nó là khá là nhỏ gọn ha, đầu 10 ly ha, motor rất led, rồi ba chức năng khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, bắt bít. Nói chung là mẫu này thì anh em cũng có thể xài cho gia đình được, nhưng mà nó sẽ hơi yếu một chút xíu, nên là nếu mà dài gia đình thì anh em nên nâng cấp lên một chút xíu nha, tức là vẫn dùng được chứ không phải là không dùng được nha, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những anh em làm thợ nhôm kính nhiều hơn, hoặc là anh em làm về nội thất. Rồi cái con này thì giá của nó là 800, hồi trước giá của nó là tới 900 mấy chục ngàn á, 990 hiện tại thì em sẽ giảm, hồi trước là 990, còn bây giờ thì em sẽ giảm cho anh em về giá là 890 ngàn. Giá này giá của hãng giảm nha anh em, 890 ngàn là giá niêm yết của hãng. Nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng sẽ tặng cho anh em thêm ba cái mũi khoan đa năng này đó, ba cái mũi khoan đa năng nha. Mũi này là mũi bốn cạnh nha anh em, mũi size nó là 6-8-10. Hoặc là anh em không thích lấy ba mũi khoan thì anh em có thể lấy ba cái mũi vít của Milwaukee đó, như nhau hết ha. Và đồng thời em cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn ha, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Anh em nào mà tới cửa hàng lấy thì em sẽ giảm thêm cái tiền cà phê cho anh em đó, coi như là tiền xăng xe anh em đi lại. 890 ngàn nha, tặng một trong hai phần quà ha, ba mũi khoan hoặc là ba mũi vít. Còn anh em nào mà tới cửa hàng thì em sẽ giảm thêm. Rồi tiếp tục một cái con khoan lớn hơn ha, khoan lớn hơn. Anh em lưu ý là cái mã này nó sẽ có hai màu ha, 1055BL nó có hai màu, màu xanh và màu xám. Đó, anh em thích màu nào cũng được nha. Rồi tiếp tục đó là một cái con khoan ha, con khoan của Deadton luôn, mã nó là KB1385 Pro. Thì con này nó là con gọi là đa chức năng, nhiều chức năng, và một thời gọi là anh em mua rất là nhiều ha. Thì đối với con 1385 thì nó sẽ phù hợp với những anh em làm gia đình. Đó, anh em nào mà làm gia đình thì nên lựa chọn con này, nó rất là hay. Rất là hay và nhiều chức năng cho anh em sử dụng nữa. Đó, còn anh em nào làm công trình thì có vẻ nó cũng được đó, nhưng mà nó sẽ hơi yếu một chút xíu ha, tại vì lực của nó chỉ có 85 niu thôi. Đó, 85 niu thì nó hơi yếu một chút xíu, ví dụ những anh em nào mà làm công trình làm nhiều đó, rút lõi hay đó thì nó sẽ không có đáp ứng được ha. Nên là tốt nhất thì anh em nếu mà làm công trình thì nên chọn con máy lớn hơn. Con này một phân khúc. Còn cái con này nó sẽ phù hợp với anh em làm gia đình. Còn hoặc là anh em nào mà làm công trình mà nhẹ nhẹ thì anh em cũng có thể lựa chọn con này. Thì đối với con này á, thì nó sẽ có những cái chức năng như sau. Anh em có thể là chức năng tắt mở đèn nè, nó rất là hay ha, để tiết kiệm điện á. Rồi chức năng Eco Turbo, tức là xài ở mức 80% năng lượng hoặc là xài 100% năng lượng. Rồi chức năng bật mở đèn trong vòng 20 phút, tức là anh em biến nó thành một cái đèn pin luôn. Đó, biến nó thành một cái đèn pin luôn ha, bằng cách giữ cái này trong vòng đó, nhấp nháy cái là nó sẽ sáng trong vòng 20 phút liên tục. Đó, còn không muốn thì cũng sẽ tắt đi. Đó, hoặc là tắt cái đèn đi luôn. Rồi, đặc biệt con này nó có thêm chức năng sung ha. Chức năng sung nha, đây bật lên. Đó, đây là chức năng sung nha anh em. Chức năng sung này á, thì nó sẽ phù hợp cho những anh em ví dụ như khoan mồi nè, hoặc là nói chung là chức năng chủ yếu anh em sử dụng đó là khoan mồi thôi. Khoan mồi để cho nó cái độ chính xác nó cao hơn, nó không có bị lệch tâm á. Rồi, đối với con 1385 Pro này á, thì có nhiều anh em mua con này xong về không có biết chắc tắt cái chức năng anti kickback. Thì cái này nói chung là nó cũng đơn giản lắm nè, em chỉ cần lắc tay ha, lắc tay đều 6 lần là nó sẽ tự ngắt thôi nha. Nó sẽ tự ngắt ha, nói chung làm đều nhẹ nhàng thôi, chứ không có cần phải làm gì mạnh mẽ hết là nó sẽ tự ngắt ha. Rồi, đối với con này thì nó là con khoan ba chức năng búa dùng để khoan tường nè, chức năng mũi vít dùng để bắt vít và chức năng mũi khoan dùng để khoan gỗ sắt ha, hai cái cấp tốc độ. Motor là motor rút led nha. Rồi
Thì đối với con 1385 Pro này thì hiện tại là em có 3 màu ha, màu xám, màu xanh và màu đỏ. Màu đỏ thì em chỉ còn một con thôi. Màu xám với màu xanh thì giá của nó là 1.190.000, nhưng mà hiện tại thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.050.000. 1.050.000 ha. Đồng thời cũng sẽ tặng cho anh em thêm là ba cái mũi vít của Biwaukee, hoặc là anh em có thể lựa chọn không thích ba mũi vít thì anh em có thể lấy ba mũi khoan giùm em đó, ba mũi khoan đa năng đó, tùy vào nhu cầu ha. Hoặc là anh em thấy mình có nhu cầu sử dụng cái mũi khoan 6 thôi, không có sử dụng hai mũi khoan kia, thì mình lấy mũi khoan 6 và lấy thêm hai cái mũi vít ngắn của Milwaukee cũng được luôn. Em cũng sẽ gửi cho anh em, nói chung là những cái quà này nè, anh em muốn đổi qua đổi lại gì đó thì em cũng sẽ đổi cho anh em nha. Nhưng mà sẽ có một số cái thì anh em sẽ bù thêm tiền ha, một số cái thì anh em sẽ bù thêm tiền. Thì cái này tại vì cái giá trị nó sẽ không giống nhau, ví dụ như giá trị của mũi vít dài này là tới 60.000 chẳng hạn, nhưng mà cái mũi khoan lớn này giá trị của nó là chỉ có 40.000 thôi đó, thì giá trị nó sẽ khác nhau, dẫn tới là cái việc mà khi anh em đổi quà cho nhau thì nó cũng sẽ chênh lệch một chút xíu, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Nói chung là anh em cứ lựa chọn cho nó phù hợp ha, cái nào em thấy hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ đổi cho anh em luôn, không có cần bù tiền. Còn cái nào mà nó lệch nhiều quá thì mới bù thêm tầm 10.000, 20.000 gì thì em nghĩ nó cũng không có đáng kể. Rồi, phiên bản màu xám và màu xanh thì giá của nó là 1.050.000, em sẽ tặng quà thêm cho anh em và bao ship cho anh em luôn. Còn đối với phiên bản màu đỏ thì em chỉ còn một con duy nhất luôn. Chỉ còn một con duy nhất thì em sẽ hỗ trợ cho anh em giá là sẽ là 990.000 và cũng có quà tặng như thế này. Và đồng thời là tất cả giá em báo là đã bao ship hết luôn nha anh em. Bao ship và chưa bao gồm pin sạc ha. Anh em nào mà muốn lấy thêm pin sạc thì em sẽ báo riêng. Đó, ví dụ như đối với con 1385 này hiện tại đang có cái combo đối với pin 2A với lại sạc á, thì nguyên cái combo chỉ có 1.400.000 thôi. Đó, cũng rất là hợp lý. Đó, anh em nào xài gia đình thì anh em có thể lấy cái combo này, cũng rất là ngon nha. Rồi, cái phiên bản cao hơn so với cái phiên bản mà 1385 đó là con 13100 Plus ha. 13100 Plus thì hiện tại là em có màu xám này, màu xám, màu vàng. Đó, màu xám, màu vàng và màu xanh. Rồi, thì 13100 Plus này nó sẽ có hai phiên bản nha, phiên bản tạo xung và phiên bản không có xung ha. Thì bây giờ có gì anh em hỏi làm sao để phân biệt được hai con đó thì em sẽ chỉ cho anh em. Đơn giản lắm. Anh em chỉ cần nhìn vào con máy thì em sẽ phân biệt được luôn. Rồi, hiện tại là con 13100 không có sẵn ở đây. Rồi, nói chung là anh em chỉ nhà cần nhìn vào chỗ này nè, chỗ này là chỗ cái đèn ha. Bên này nó có cái thân. Rồi, anh em có thể nhìn vào ở đây. Ví dụ như đối với con này là con 13100 Plus không có chức năng xung nha. Thì nó ở đây nó sẽ có 1 2 3 cái đèn thôi. Còn đối với con mà có xung á thì anh em có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có tổng cộng là 4 cái đèn, 1 2 3 4 nha. Và giá nó cũng sẽ khác nhau luôn nha anh em. Giá của hai con mà có xung và không có xung nó cũng sẽ khác nhau. Đối với con 1385 Pro mà 13100 Plus mà 13100 Plus mà có xung á. Có xung ha, có xung thì giá của nó là 1.450.000 đó, 1.450.000 thì em cũng sẽ có cái quà tặng là ba mũi khoan như thế này, 1.450.000 có quà tặng ba mũi như thế này và đồng thời cũng sẽ bao ship cho anh em luôn. Có xung thì nó cũng sẽ có hộp nhựa đi kèm đầy đủ hết như thế này đó, một bộ bao gồm một thân nè, tay cầm nè, cái đế bảo vệ chân binh nè và cái hộp đựng. Thì giá là 1.450.000, tặng kèm cho anh em ba cái mũi khoan ha. Đó, ba mũi khoan hoặc là ba mũi vít của Milwaukee. Còn đối với phiên bản mà không có xung ha, không có xung nó vẫn cái hộp đựng như thế này luôn. Đó, em ví dụ như thế này ha. Thì giá của cái bộ này sẽ là 1.290.000 ha, 1.290.000. Đó, cũng tặng kèm cho anh em là ba cái mũi khoan như thế này. Đó, và ba mũi khoan hoặc ba mũi vít, đồng thời cũng là bao ship cho anh em luôn. 1.290.000 ha. Còn cái kia là 1.450.000. 1.450.000. Đó, nó sẽ trên lệch nhau một chút xíu nha. Anh em nào thích lấy mỗi nào thì anh em có thể lấy. Thì đối với con 13100
rút này á thì nó sẽ phù hợp cho anh em làm về gia đình hoặc là công trình đều được ha. Đó, gia đình hoặc công trình đều được. Thì nó vẫn có ba chức năng: khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, bắt vít. Em này, con máy này thì lực của nó là 100 Newton. Và đặc biệt con này thì nó có chức năng tắt mở anti kickback chủ động nha anh em. Đó, nên là nó rất là ok ha. Ví dụ như những người mà có tuổi một chút xíu á, cái việc lắc tay này kia mọi thứ nó hơi phức tạp, nên là có cái nút chủ động này thì anh em làm cũng dễ hơn. Đó, nên là ví dụ như anh em làm gia đình á thì cũng thể chọn cái phiên bản này. Mình thêm chút xíu tiền thì mình chọn phiên bản này, nó có chức năng tắt mở anti kickback chủ động. Còn đối với anh em công trình thì có thể lấy con này cũng được, tại vì con này lực 100 niu nó cũng vẫn là khá là ok rồi ha, nó cũng không phải là quá yếu đâu, nên là anh em cũng có thể cân nhắc lựa chọn ha. Rồi, phiên bản không có xung thì giá nó là 1.290.000, tặng kèm cho anh em 3 mũi khoan hoặc là 3 mũi vít. Còn đối với phiên bản mà có xung thì giá nó là 1.450.000, vẫn tặng kèm cho anh em là 3 mũi khoan và 3 mũi vít luôn, và bao ship cho anh em luôn nha. Đó, giá em báo là bao ship cho anh em hết luôn, nên là anh em mua thì anh em cứ yên tâm. Còn anh em nào mà chạy tới cửa hàng lấy thì em sẽ gửi lại cái tiền cà phê cho anh em, nói chung là tiền xăng cộ để đi lại. Đó, những anh em nào mà ở gần khu mà Thủ Đức đó thì anh em có thể chạy qua, hoặc là có một số anh em thì nói chung là mỗi anh em sẽ có một cái phong cách và sở thích mua hàng khác nhau. Đó, có anh thì thích mua là ship hàng tới rồi nhận hàng thanh toán tiền, nhưng mà có anh thì thích là phải ra cửa hàng cầm nắm sờ mó thì anh mới mua. Nói chung là cái này thì thuộc về cái sở thích và cái cách mua hàng của mỗi người sẽ khác nhau, không ai giống ai hết, nên là em đều có chính sách riêng cho từng người hết nha. Đó, anh nào muốn tới cửa hàng thì có thêm được giảm thêm cái tiền cà phê. Còn anh em nào mà muốn ship á thì em sẽ ship và miễn phí ship cho anh em luôn. Rồi, một cái phiên bản mà cuối cùng gọi là phiên bản xịn nhất của Deadtone hiện tại đó là con 13120 GCB. Đó, anh em thấy không? Hiện tại 13120 thì nó sẽ có nhiều phiên bản khác nhau. 13120 GCB là phiên bản cao cấp nhất. Đầu của nó là đầu da cốp nè, có chức năng anti kickback nè, lực của nó là 120 niu. Thì con này là một trong những con mà anh em thợ điện lạnh xài rất là nhiều. Đó, có nhiều anh em hỏi là cái con này cái muốn mua cái con mạnh nhất của Deadtone thì anh em cứ kiếm cái mã 13100 GCB ha. Đó, con này thì giá của nó là 1.720.000 ha, 1.720.000. Nhưng mà hiện tại thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 1.690.000. Thứ nhất là hỗ trợ về giá 1.690, đồng thời cũng tặng cho anh em thêm 3 cái mũi cái khoan này, hoặc là 3 cái mũi vít này. Và đồng thời vẫn là bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha. Thân máy ha, 1.690.000 ha. Rồi, mã là 13120 GCB. Thì đối với cái mã này á thì anh em xài gia đình thì anh em không nên xài nha. Tại vì có rất là nhiều anh em sử dụng gia đình thôi mà anh em cứ đòi xài cái con lớn nhất, khỏe nhất. Đó, thực ra con này nó thứ nhất là nó khỏe thì nó đi đôi với việc nó phải nặng. Không có con nào mà nhỏ gọn mà nó mạnh hết anh em. Đó, khỏe thì nó đi đôi với nặng. Đó, còn anh em xài trong gia đình thì cái nhu cầu mình chỉ khoan lâu lâu mới khoan lỗ 6, lỗ 8, lỗ 10 thì anh em chỉ cần sử dụng con 13100 Plus hoặc là con 1385 là ok rồi. Cái con này không nên sử dụng nha. Đó, em khuyên là những anh em nào mà xài cho gia đình thì không nên sử dụng con này. Còn nếu mà anh em nào muốn sưu tầm hay này kia mọi thứ thì ok, cái đó là bình thường. Đó, mình sưu tầm về mình trưng bày, mình thích đam mê đó thì cái đó thì ok rồi, thuộc về cái sở thích rồi. Còn nếu mà mình chỉ một cái mục đích duy nhất đó là mua về để mình sử dụng, để lâu lâu mình xài chứ không phải là sưu tầm không gì hết thì anh em nên chọn con 1385, hoặc là nếu mà cao hơn chút xíu là chọn 13100 ha. Nó sẽ tiết kiệm được kinh tế hơn. Cái thứ hai là nó sẽ phù hợp với gia đình hơn. Đó, chứ anh em mà cầm con này đi khoan thì nó nói chung là ví dụ đem cái dao chặt thịt mà anh em đi cắt trái cây vậy đó. Ha. Tức là nó vẫn khoan được, vẫn làm được cái việc đó, nhưng mà gọi là nó hơi phí một chút xíu và nó kiểu là nó hơi to quá đối với người sử dụng gia đình. Rồi, về chức năng thì nó cũng đầy đủ chức năng nha. Chức năng anti kickback, rồi chức năng khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, bắt vít hai cấp độ, chức năng eco turbo, chức năng bật mở đèn. Đó, nói chung là không có thiếu chức năng gì hết. Về chức năng thì con này nó sẽ gần giống với con 13100 Plus thường á. Gần giống nhau ha. Hai cái con này nó gần giống nhau và phụ kiện đi kèm nó cũng gần là giống nhau luôn. Đó, nên là em nghĩ thì nếu mà anh em nào muốn xài cho gia đình thì nên chọn cái con kia thôi, con nhỏ thôi. Còn cái con này thì dành cho những anh em nào thợ điện lạnh, thợ camera, khoan cắt đồ nhiều á thì anh em nên lựa chọn con này cho nó bền. Đó, còn anh em sử dụng con 13100 Plus thì vẫn được, nhưng mà nó nói chung là kiểu như là
cái máy khi mà nhà sản xuất họ đưa ra thông số thì mình nên xài khoảng tầm 60-70% cái tối đa của máy thôi, thì lúc đó máy nó sẽ rất là bền. Còn ví dụ như cái khả năng của máy 100% mà anh em xài 100, lúc nào cũng xài 90 hoặc là 95 thì cái máy nó sẽ mau mau xuống ha. Nói chung là anh em xài bảo quản cẩn thận và xài đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất thì cái độ bền nó sẽ cao hơn thôi ha. Rồi, con này thì giá là 1.740.000, giảm cho anh em lại còn là 1.690.000, tặng kèm cho anh em 3 mũi khoan và 3 mũi vít, bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha. Anh em công trình thì mùa này chuẩn bị vào mùa nóng rồi, điện làm điện lạnh thì chắc là mùa này là cái mùa đắt hàng nhất ha. Làm điện lạnh chắc cũng khoảng tầm đâu đó 6 tháng làm, 6 tháng nghỉ. Nên những cái tháng mà mưa hoặc là mùa gần Tết thì nó cũng sẽ ít khách hàng, nhưng mà bắt đầu qua mùa xuân và mùa hè nè thì cái lượng khách hàng của mấy anh em điện lạnh chắc bắt đầu nó nhiều lên. Nên là nhu cầu mua về những cái con máy rút lõi đồ như vậy cũng khá là nhiều ha. Rồi tiếp tục là sẽ lên cho anh em những con vít trượt ha. Vít trượt thì hiện tại em có hai mẫu, đó là con vít trượt VT55NCB. Thì con này nó cũng sẽ có hai phiên bản màu, đó là màu xanh và màu xám ha. Màu xanh và màu xám ở đây thì em lên cho anh em cái phiên bản màu xanh thôi, hai con đồng giá nhau. Thì cái con 250NCB này thì giá của nó sẽ là 820.000 nha anh em. 820.000. Đó. 820.000 phiên bản màu xanh và màu xám như thế này. Thực ra con vít trượt này là một con rất là lâu của Deptong rồi, chứ không phải là mới gì hết ha. Mẫu này là mẫu cũ và mẫu trước giờ mà bên hãng nó vẫn bán, nhưng mà có một thời gian bị đứt hàng. Nó bây giờ mới về hàng lại. Đó thì cái mẫu này nó cũng sẽ không có cải tiến gì so với mẫu đợt trước hết nha anh em. Không có gen 1, gen 2, gen 3 gì hết ha. Vẫn là mã là M21VT55NCB. Nhưng mà nó sẽ có hai màu, nó thêm cái màu xám thôi. Rồi con này giá bình thường của nó là 890.000. Đó, hiện tại thì theo hãng thì họ vẫn hỗ trợ về cái mức giá là 820.000. 820.000 nha. Đồng thời là em cũng sẽ tặng cho anh em thêm 3 mũi khoan nè. Nếu mà anh em nào mà chưa có mũi khoan đa năng á thì anh em có thể mua thêm, em sẽ lấy 3 cái mũi khoan đa năng này. Rồi hoặc là em sẽ tặng cho anh em thêm 3 cái mũi vít này. Nói chung là 3 mũi khoan hoặc là 3 mũi vít. Tùy anh em ha. Còn anh em nào mà muốn lấy luôn cái đĩa này á thì cũng có thể liên hệ giùm em đổi qua cho, không có vấn đề gì hết ha. Rồi con vít trượt thì cũng có nhiều anh em hỏi là con vít trượt với lại chiên vít nó khác nhau cái gì. Thì anh em có để ý nha, những con vít trượt thì lực nó rất là nhỏ, nó cũng gần giống như một con khoan hai chức năng đó. Ở đây nó sẽ có những cái vòng chỉnh lực như thế này. Nói chung là con nào có vòng chỉnh lực ở đây thì người ta sẽ gọi nó là vít trượt. Còn con vít nào, con chiên vít nào mà nó sẽ không có cái vòng chỉnh trượt ở đây, người ta gọi là vít búa hay là gọi là chiên vít ha. Đó, con này thì vít trượt, con kia là chiên vít, nó sẽ khác nhau phân biệt như vậy. Thì đối với con vít trượt này nó sẽ phù hợp với những anh em, ví dụ như khi anh em mở dàn áo xe hoặc là vặn nội thất đồ, anh em sợ nó bị tét, bị bể, đột bị hư riêng ốc đó thì anh em sẽ sử dụng con này. Thế có chỉnh lực được, tức là nó tới một cái cấp độ nào nó sẽ trượt, ví dụ như em để ở mức cấp 1 này chẳng hạn. Rồi con này thì không có gài nhanh được, rồi tay giữ không nổi rồi anh em, nó vẫn mạnh ha, cái mũi này nó trơn quá. Nói chung là ví dụ như mà anh em mà để cấp 1, số 2 ấy, anh em bắn những vật liệu nhỏ, tức là nó quá lực thì nó sẽ trượt tạch 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 đó. Thì cái này là con vít trượt nha. Còn đối với con chiên vít thì nó không có như vậy ha. Chiên vít thì nó sẽ không có chức năng giống vậy. Rồi, lực của nó là 55 niêu nha. Thì đối với con này thì anh em vẫn dùng để nó khoan tường được. Khoan tường được có không vấn đề ha. Đó, anh em sử dụng mũi khoan đa năng để khoan tường. Thì đối với con vít trượt như thế này á thì cái độ rơ lắc của nó cũng sẽ ít hơn so với con chiên vít một chút xíu nha anh em. Rồi ok. 820.000 ha, tặng cho anh em là hai cái mũi khoan, ba mũi khoan chui lục giác size là 468 hoặc là ba cái mũi vít ha, size là 59 và 15. Rồi giá 820.000 thôi, có hai màu, màu xám và màu xanh. Đó, giá trên là bao ship cho anh em luôn nha. Anh em nào tới cửa hàng lấy thì em cũng sẽ hỗ trợ thêm cái chi phí cà phê cho anh em. Nói chung là nó sẽ không có nhiều ha, đủ cho anh em mua một ly cà phê. Cà phê vỉa hè nha, chứ không phải cà phê Highland hoặc là mấy cái cà phê xịn xịn thì không có nha anh em. Rồi ok, tiếp tục là một cái con máy là M21CV250NCB. Thì con này là con gọi là chuyên bích bán nhiều nhất của Deptong hiện tại, và mẫu này cũng mẫu sâu nhất, mới nhất luôn. Con này thì nó sẽ có hai màu, và phiên bản màu xanh và phiên bản màu xám. Thì đi kèm theo nó thì giá nó cũng sẽ khác nhau. Đối với cái phiên bản màu xanh á thì nó sẽ có chỉ có là cái máy nằm trong cái hộp giấy như thế này ha. Còn đối với phiên bản màu xám á thì nó sẽ có cái máy nằm trong hộp nhựa như thế này, nên giá nó cũng sẽ khác nhau nha. Đối với phiên bản màu xanh á, hiện tại bên hãng đang có chương trình là khi anh em mua cái thân này thì giá là 1.190.000 ha, sẽ được tặng kèm một cái thùng 2 ngang hoặc là một cục sạc S40 đó. Còn ví dụ như anh em nào mà không lấy thùng, không lấy
ý sạc luôn á, thì em sẽ giảm thẳng cho anh em về giá là 1 triệu ha. Đó, giảm cho anh em còn 1 triệu. Còn nếu anh em nào mà mua theo chương trình của hãng thì giá nó 1 triệu 190. Đồng thời ha, đồng thời em cũng sẽ có thêm cái chương trình quà tặng cho anh em. Đó là em sẽ tặng cho anh em một là 3 mũi khoan size là 6, 8, 10 như thế này. À, 4, 6, 8 như thế này, 3 mũi khoan đa năng nha. Anh em nhìn này, cái mũi này là mũi chui, mũi này là mũi 4 cạnh nha, chứ không phải là mũi 2 cạnh nha anh em. Mũi 4 cạnh ha, nên là nó cái khả năng khoan lệch tâm của nó rất là tốt. Rồi, hoặc là 3 cái mũi vít của Milwaukee ha, size nó là 5, 9 và 15. Đó, anh em có thể lấy 1 trong 2 cái phần quà tặng. Giá của nó thì như em có nói, nếu mà lấy quà tặng thì giá của nó là 1 triệu 190 ngàn. Còn nếu mà không lấy quà tặng của hãng ha, nếu mà lấy quà tặng của hãng thì 1 triệu 190 ngàn. Còn không lấy quà tặng của hãng thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, anh em thấy không, gắn cái mũi khoan này vô thì nó sẽ cái độ lắc của nó cũng sẽ đỡ hơn một chút xíu ha. Nói chung là cái mũi khoan này cũng không phải là mũi quá xịn nha, em không có nói là mũi này là mũi cực kỳ xịn đâu anh em. Nói chung là mũi này là mũi đa năng thì anh em cũng có thể sử dụng khá là ok, gọi là tạm ổn thôi. Chứ còn mà anh em đi so sánh với mũi của Boss, mũi này kia thì nó không bằng, chắc chắn rồi. Mấy mũi này thì nó sẽ không thể nào mà so sánh được với mũi Boss, mũi Makita này kia được hết ha. Nhưng mà gọi là mũi đa năng thì anh em có thể sử dụng trong gia đình, nó cũng ok, nó đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản. Rồi, giá của con màu xanh này, nếu mà anh em không lấy, chỉ lấy cái máy nằm trong hộp giấy như thế này á, thì giá của nó là 1 triệu ha. Tặng kèm cho anh em 3 mũi khoan hoặc là 3 mũi vít, bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Còn anh em nào lấy phiên bản màu xám thì màu xám là sẽ có cái hộp đựng như thế này ha. À, có một cái mà gọi là nó hơi bất tiện một chút xíu, đó là cái hộp đựng này thì anh em không có đựng vừa được cái sạc S40. Đó, cái này thì nó chỉ phù hợp với sạc S20 thôi, S25 thôi. S25 và bỏ được 2 cục pin ha. Còn nếu mà sạc S40 thì anh em bỏ không vừa nên nó hơi bất cập một chút xíu. Thì nên là có nhiều anh em á, lúc mà mua cái này thì anh em muốn chuyển qua cái thùng 2 ngăn thì thực ra thì rất là khó, không được nha anh em. Cái này thì em không có chuyển được, tại vì cái này là cái bên hãng họ đã chạy rồi. Nên là ví dụ như giờ em tách này ra bán cái thân không cho anh em á, thì cũng không được. Cái hộp em đâu có thể nào bán được cái giá mà 200 ngàn đâu, đúng không? Nên là anh em cũng thông cảm, nếu mà anh em nào mà chỉ lấy cái thân máy không có cần hộp thì anh em lựa chọn phiên bản màu xanh giùm em. Còn anh em nào mà thích màu có hộp thì anh em lựa chọn phiên bản màu xám ha. Rồi, giá của cái bộ này thì là 1 triệu 190 ngàn, vẫn là quà tặng. Đó, 3 mũi khoan là 3 mũi vít ha, đồng thời cũng sẽ bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Anh em nào mà không lấy quà tặng á, thì anh em cứ liên hệ giùm em sẽ trừ ra cho anh em. Thì cái bộ quà tặng này đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm 90 ngàn tới 100 ngàn nha. Đó, em sẽ trừ ra ha. Rồi, tiếp tục là qua hết chiên vít thì em sẽ qua bù lông cho anh em. Bù lông thì nó sẽ có một số mã ha. Đầu tiên là cây bù lông gốc 90. Đó, con bù lông gốc M21RW90 ha. Thì cây bù lông gốc này nó sẽ dành cho những em nào mà mở những con vít ở gốc kẹt hay gì đó thì anh em sẽ sử dụng con này. Thì giá của con bù lông gốc này đó là 1 triệu 190 ngàn nha anh em. Là giá cái thân máy ha, 1 triệu 190 ngàn. Đó, khá là ok ha, đảo chiều luôn, đảo chiều và khóa trục ha. Lực của nó, con này là không có búa nha anh em, lực của nó chỉ có 90 niêu thôi. Và đặc biệt là khóa trục thì anh em sử dụng nó như một cái cây cần siết bình thường. Rồi, cái này thì giá nó 1 triệu 190 ngàn, nhưng mà anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1 triệu 190 ngàn ha, đồng thời cũng sẽ tặng quà cho anh em luôn. Một triệu 190 ngàn, tặng cho anh em cũng là 3 mũi khoan và 3 mũi khoan hoặc là 3 mũi vít ha. Đó, còn anh em nào mà không có nhu cầu lấy quà thì anh em cứ inbox giùm em sẽ trừ ra đó. Hoặc là anh em có thể lấy là 1 triệu 190 ngàn, em tặng cho anh em một cái chuyển điện từ 21V lên 220V, hoặc là một cái đèn này, đèn này từ 4 in 27, tức là đèn 4 in 27W ha. Đó, 1 triệu 190 ngàn thì tặng cho anh em cái đèn hoặc là cái này. Còn nếu mà anh em nào mà không thích này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 1 triệu 190 ngàn, tặng cho anh em cái này. Đó, ok ha, anh em nào muốn chọn quà tặng nào cũng được, em cũng sẽ gửi kèm hết nha. Rồi, tiếp tục là một cái con mà gọi là bữa giờ bán khá là nhiều luôn. Đó, mấy hôm nay thì không biết sao tự nhiên cái con này nó lại lên ngôi. Đây là con 380 Plus ha. Nói chung là em vẫn thích, rất là thích con này.
Đó, có nhiều anh em thích con to khỏe chứ em thấy con 380 Plus này nó rất là ok. Đó, rất là ok nha. Nói chung là đáp ứng được nhiều cái nhu cầu khác nhau của anh em sử dụng thợ, đặc biệt là thợ ha. Nói chung là anh em xài gia đình thì không nên mua những con này. Anh em gia đình thì anh em chỉ nên mua những con máy khoan là 1385 hoặc là 13100 Plus thôi. Còn mà anh em gia đình mà đi mua những con chiên vít để về anh em khoan thì nó rất là sai nha. Hoặc là mua cái con mà bu lông về anh em đem đi khoan là rất là sai ha. Nói chung là nó không có phù hợp, vẫn sử dụng được nhưng mà nó không phù hợp. Không phù hợp ở đây nghĩa là cái tuổi thọ ấy nó sẽ không không có gọi là tối ưu. Cái thứ hai á là cái khi mà sử dụng vào công việc của anh em á, nó không có giải quyết được hết các cái nhu cầu công việc đâu. Tức là vẫn làm, vẫn ví dụ như anh em có thể là sử dụng cái kiểu như là gì ta? Kiểu như là anh em sử dụng cái dao để rọc giấy chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà thực ra anh em sử dụng cây kéo để rọc giấy thì nó sẽ ok, cây kéo để cắt giấy thì rất là ok đúng không? Còn anh em sử dụng cái dao để cắt giấy nó vẫn được nhưng mà nó sẽ không có ok bằng. Kiểu giống vậy ha. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ anh em đem cái con này đi khoan tường nó vẫn khoan được. Nó vẫn khoan được chứ không phải là không, nhưng mà gọi là độ bền của máy nè, cái thứ hai là độ tối ưu á nó sẽ không bằng. Đó. Nên là anh em khi mà mua, đặc biệt là anh em chưa có kiến thức về những cái máy khoan hoặc là cần tư vấn thì anh em nên liên hệ cho em. Đó em sẽ tư vấn thật là kỹ để anh em mua con máy về là coi như là phục vụ được 100% cho anh em, tức là khoan ra khoan, đục ra đục, cắt ra cắt, rồi này kia mọi thứ đó. Nói chung là mình chưa biết xài gì thì mình hỏi đó, thì em tư vấn thì nó sẽ dễ hơn, lúc đó anh em mua về thì anh em sử dụng nó ok hơn. Rồi con này thì dành cho những em nào mà là làm về xe máy nè, làm về xe máy ha. Con này trọng lượng của nó sẽ nhẹ hơn con 550 một chút xíu. Trước giờ em gặp có hai cái trường hợp rồi. Hai trường hợp đó là anh em mua con 550 Pro về đó, xong rồi nặng quá sử dụng không nổi phải chuyển qua con 380 đó. Còn nhiều anh em thì không ngại vấn đề nặng thì anh em sử dụng 550 bình thường, tại vì thực ra con 380 này với con 550 là cái giá nó không có chênh lệch bao nhiêu hết anh em, không có chênh lệch à, không gọi là không chênh lệch bao nhiêu hết, nên là anh em có thể lựa chọn một trong hai đều được. Thì cái ưu điểm của con 380 này á, đó là cái mặt của nó là nó có cái mặt để bắt vít nè đó, anh em có thể chọn chế độ này. Và cái đầu của nó là đầu 2 trong 1, tức là anh em có thể sử dụng được cái mũi khoan, nó dùng để khoan tường, nếu mà thớ lỡ kẹt gì đó thì anh em sử dụng mũi khoan để anh em khoan đó, khá là chuẩn, cũng khá là ok anh em đó. Anh em thấy không, nó không có đảo luôn nè, có thể là do một phần cái mũi khoan nó cũng chuẩn nữa đó, nên là nó sẽ anh em thấy nó này, nếu mà anh em khoan thì nó không có đảo, hoặc là anh em sử dụng nó để bắt vít. Mũi này là mũi 9 cm nha, mũi 9 cm ha. Đó ok. Rồi giá là bình thường của nó là 1.190.000 ha, thì em sẽ giảm cho anh em còn lại 990.000, đồng thời sẽ tặng cho anh em ba mũi khoan ha, ba mũi khoan đa năng như thế này hoặc là ba mũi vít của Milwaukee đó, 1 trong 2, và cũng là bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Anh em nào muốn mix giữa hai cái này á thì em sẽ mix cho ra một cái bộ combo nó phù hợp đó, ví dụ như hai mũi ngắn và một cái cây vít 6, hoặc là hai mũi ngắn và một cái cây vít 8, một cái cây khoan 8 cũng rất là phù hợp nè. Anh em sử dụng gia đình là ba cái này cũng rất là ok nè. Còn không, hoặc nữa là hai mũi khoan 6 8 và một cái mũi vít 5, ok luôn đó, không có bù thêm tiền gì hết em. Tức là những cái nào mà gọi là nó là tiền quá thì em mới yêu cầu anh em bù thêm thôi, chứ còn bình thường nó không bù đâu. Rồi lực của nó là 380 N, 380 N nha. Vừa bắt vít vừa ship bu lông, những anh em nào mà làm thợ xe máy hoặc là thợ điện lạnh đó xài con này cũng ok. Rồi một cái con mà phiên bản lớn hơn của con 380 đó là con 550 Pro. Con này là gọi là con bán rất là nhiều ha, cực kỳ nhiều của Deton luôn, M21EW 550 Pro motor rootless đó, có những chức năng rất là hay. Rồi thì con này thì anh em làm về xe máy thì rất là ok rồi đó. Anh em làm về xe máy nếu mà anh em chỉ có một con á, thì nên là làm con này. Còn anh em nào mà muốn làm hai chiếc á, thì có thể là sử dụng một con 850 và một con 380 là phù hợp nhất đó. Còn ví dụ như anh em nào mà ít điều kiện hơn thì anh em chỉ muốn sử dụng một con thôi, cửa hàng mình chưa có lớn, chưa có nhiều á, thì anh em có thể sử dụng con này, nó vẫn đáp ứng được hết nhu cầu mà gọi là làm trên một con xe máy rồi ha. Hoặc là anh em nào mà có ô tô cá nhân đó, anh em muốn bỏ một cái con theo để anh em thay bánh xe, mà trường hợp ví dụ như bánh xe bị lủng bị hư gì đó thì mình cũng có thể mở ra mình thay ha. Đó con này nó vẫn đáp ứng được nên là anh em yên tâm. Rồi nó có những chức năng rất là hay ha. Anh em nào mà muốn biết chi tiết về hướng dẫn sử dụng con này thì anh em cứ mua, hoặc là anh em đang sở hữu con này mà chưa biết cách sử dụng thì nhắn tin cho em,
em sẽ gửi cái clip hướng dẫn chi tiết cho nha. Rồi, lực của nó là 300, lực của nó là 550 niêu ha. Rồi giá của nó là 1.190.000 nha. Bình thường cái màu xanh và màu xám thì giá của nó là 1.250.000, nhưng mà em đang giảm cho anh em còn là 1.190.000 thôi. Đó, 1.190.000. Đó, anh em lấy giá 1.190.000 ha, em sẽ tặng cho anh em nè, tặng cho anh em thêm một cái này là cái bộ chuyển đổi nguồn điện từ 21V lên 220V. Đó, 1.190.000 được tặng thêm cái này, bao ship cho anh em luôn, bao ship toàn quốc nha. Anh em nào không có nhu cầu lấy cái này em trừ ra. Không có nhu cầu lấy em trừ ra. Rồi, hoặc là tặng cho anh em cái đèn này là 27W. Đó, hai món này 1.190.000 bao ship trên toàn quốc. Còn nếu mà không lấy món quà luôn á, ở nhà có đèn có bộ chuyển rồi, lấy cái thân không thì anh em cứ liên hệ em. Em để cho anh em một cái mức giá gọi là cực kỳ hợp lý ha, gần như là tốt nhất thị trường. Còn 550 thì từ đầu năm tới giờ thì em bán cũng rất là nhiều rồi anh em. Chắc đâu đó cũng từ Tết vào hả? Tết vào thì em bán đâu đó cũng khoảng tầm 5-60 chiếc gì đó đó. Anh em mua rất là nhiều nha. Đó, anh em có thể là coi lại những clip cũ của em ha. Thì nói chung là cái giá nó cũng khá là ok. Rồi, nó có màu xám và màu xanh nha. Màu xám và màu xanh. Anh em nào có nhu cầu lấy màu nào thì anh em cứ liên hệ thì em sẽ gửi đúng cái màu đó cho anh em. Đó, còn anh em nào ví dụ như không có muốn lấy quà tặng là cái đèn, hoặc là không muốn lấy quà tặng là cái đế thì anh em có thể lấy quà tặng này. Nói chung là một cái quà tặng này thì anh em có thể đổi được hai cái quà tặng này chẳng hạn. Đó, lấy được hai cái combo này luôn. Đó, xịn sò quá trời. Còn không nữa thì em cứ trừ tiền ra thôi. Đó, sao cho anh em thấy thoải mái. Mua khi mua là vừa vui, vừa thấy thoải mái, hợp lý là được. Rồi, tiếp tục là một cái con máy nó xịn sò hơn. Cũng xiếc bu lông luôn, 1/2 inch, nhưng mà con này phiên bản nó lớn hơn. Thì anh em lưu ý nè, đó, có nhiều anh em hỏi là nên mua con 850 hoặc là 550 hay là 550, thì em tư vấn như thế này, anh em coi thử nó có hợp lý hay không ha. Nếu mà anh em làm về ô tô ha, làm về ô tô đó, đi cứu hộ cứu nạn ABC rồi kia, thì anh em nên sắm con này. Đó, làm về ô tô rồi nên sắm con này đó. Tại vì cái con này thì nó mới đủ sức để nó mở những cái con mà ví dụ 7 chỗ rồi bán tải hoặc 16 chỗ gì đó. Thì con này nó mở nổi, con 550 nó sẽ không có mở nổi nha. Còn ví dụ như anh em nào làm về xe máy á, nếu mà anh em có một cái con nhỏ rồi, ví dụ như anh em có một con 850 rồi, có một con 380 rồi, thì anh em nên mua con 850 này, chứ đừng có mua con 550 này. Đó, tại vì con 550 với 380 thì nó gần quá, gần nhau quá, lực nó không có trên nhau nhiều, trọng lượng nó cũng không có trên nhau nhiều luôn. Đó, nên là anh em sử dụng một con thì nên sử dụng 550, sử dụng hai con thì nên sử dụng con 380 và con 850 giùm em. Rồi, cái con 850 Pro này thì bên hãng vẫn đang bán combo, đó là 2.5 triệu hai thân ha. Đó, anh em có thể lấy với thân chuyên vít, thân bu lông, thân A, thân B, thân C gì đó. Nhiều chương trình lắm. Đó, anh em nào muốn mua combo thì anh em cứ liên hệ giùm em sẽ tư vấn cho combo. Còn nếu mà anh em nào mà không muốn mua combo mà chỉ muốn mua một cái thân 550, 850 Pro thôi á, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.690.000. 1.690.000, đồng thời ha, sẽ có quà tặng nha. Quà tặng là một cái bộ chuyển điện nè, từ 21V lên 220V, hoặc là một cái đèn LED này. Đó, ví dụ như anh em làm về đi cứu hộ cứu nạn, hoặc là anh em gọi là sửa xe lưu động á, thì anh em cũng cái đèn này nó cũng rất là hay nha. Tại vì nhiều khi anh em làm ở điều kiện mà thiếu sáng á, đó, có cái đèn này nó pha nó rọi cũng rất là hợp lý ha. 1.690.000 mà anh em cũng được hai món, cũng bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha. Bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn, nó rọi nha. Thì anh em dư sức anh em làm. Nói chung là cái bộ này nó rất là hợp lý, hoặc là anh em có thể bỏ theo ô tô cũng được. Đó, ví dụ như anh em nào mà mua con 550 thì anh em có thể lấy quà tặng là cái này. Anh em bỏ theo ô tô cũng được ha. Rồi, con này thì là 1.690.000 ha. Tặng cho anh em một trong hai món này. Anh em nào mà không có nhu cầu lấy quà thì có inbox giùm em sẽ trừ thẳng ra thôi, không có vấn đề gì hết ha. Thuận mua vừa bán, nói chung là buôn bán thì nó sẽ hợp lý thôi. Nên em cũng gặp rất là nhiều anh em khi mà mua hàng thì em trả giá đúng không, thì nói chung là em thấy cái giá đó nó không hợp lý, nó chưa hợp lý thì em sẽ không bán. Còn em thấy cái giá đó là ok, nó hợp lý rồi thì em sẽ chốt bán. Tương tự anh em cũng vậy. Ví dụ như cái chương trình của em là chương trình kèm quà tặng đúng không, kèm quà tặng là 3 mũi khoan hoặc là 3 mũi vít chẳng hạn, thì khi mà anh em kêu là mấy mũi này anh em có rồi, anh em không có nhu cầu lấy thì em có thể em trừ ra 50.000, trừ ra 70.000, hoặc là trừ ra 100.000. Đó, thì tùy vào cái món quà và cái giá trị món quà thì em sẽ trừ ra.
anh em thấy ok cái món quà này nếu mà trừ ra 50.000 nó phù hợp thì anh em có thể chốt theo phương án là trừ quà. Còn anh em nào mà thấy ok năm cái này ba món quà này sao trừ có 50.000 nó không phù hợp thì anh em có thể lấy theo cái chương trình mà lúc đầu em đưa ra, tức là mọi thứ là anh em có thể quyết định đó, tiền là của anh em thì anh em có thể quyết định lựa chọn cái combo hoặc là cái chương trình nào cho nó hợp lý nhất với mình. Chứ bản thân em cũng không có muốn ép anh em là phải lấy quà, ví dụ như bắt buộc phải lấy ba cái mũi vít này chẳng hạn đó, hoặc là lấy ba cái mũi khoan này em giảm có 50.000 hoặc là giảm 100.000 nó không hợp lý, phải giảm 200.000 chẳng hạn đó, thì cái đó thì không được rồi. Ok, đó là những cái con máy bu lông ha. Bây giờ em sẽ qua cho anh em là con máy mài. Clip này nó dài, hơi dài rồi ha, em sẽ cố gắng nhanh lên để cho nó kịp. Rồi đây là con máy mài AG100CB ha. Con này thì nhỏ gọn, mẫu này là mẫu compact. Nói chung là về lực của nó thì nó cũng không có thua gì so với con AG100 Pro anh em. Tại vì tóc của nó cũng là, tóc của nó cũng rất là cao ha. Tóc của con này lên tới 8.500 vòng trên phút này. Ở dưới này nó sẽ có ba cái cấp chỉnh là 1, 2, 3 này. Bấm cho chạy, motor rút nét không chổi than, thân rất là nhỏ gọn ha. Nhưng mà nhỏ thì nó sẽ có những cái ưu điểm của nhỏ, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nhỏ. Ví dụ như con này nhỏ gọn thì anh em cầm rất là chắc tay nè, cảm giác cầm rất là ok. Nhưng mà bù lại á, thì nó nhỏ như vậy á, thì khi mà chạy á, thì máy nó sẽ nóng nhiều hơn. Nhưng mà bù lại thì máy nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Đó, đó là cái ưu và nhược điểm của con này. Nói chung là anh em sử dụng gia đình xài con này ok, không vấn đề gì hết, không có một cái vấn đề gì luôn. Rồi giá của con này là 850.000. 850.000 thì em sẽ tặng cho anh em hai cái đĩa này luôn. Tặng cho anh em hai cái đĩa này và cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn nha. Đó, ghê không? Hai cái đĩa này. Thực ra hai cái đĩa này nếu mà anh em đi mua lẻ ngoài thị trường á, mua lẻ ngoài thị trường giá của nó đâu đó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 200.000 ha. Cái đĩa này thì em nghĩ nếu mà anh em mua đĩa đa năng có me răng ở cái này, vừa cắt sắt vừa cắt gỗ này kia mọi thứ thì giá của nó không dưới 100.000 ha, không dưới 100.000. Tương tự cái đĩa này cũng không dưới 80.000 đâu. Nói chung là hai cái đĩa này giá trị nó cũng khá là ok, nên là anh em thấy nó phù hợp thì anh em có thể lấy. Giá 850.000 bao ship cho anh em luôn. Đó, cái con máy này thì em không có còn nhiều, em còn số lượng cũng khá là ít ha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là lên cho anh em là cái con AG100 Pro. AG100 Pro thì giá của nó đây, con này thì gọi là một thời cũng bán rất là nhiều anh em. Con này một thời cũng bán rất là nhiều, có rất là nhiều anh em cũng mua con này ha. Công nghệ cũng đỉnh lắm anh em, có chức năng kickback, rồi chức năng rơi máy tự ngắt, rồi chức năng bể đá tự ngắt. Nói chung là công nghệ rất là nhiều và thông số của nó thì vẫn là tốc có tối đa là 8.500 vòng trên phút ha. Đó, tốc độ là 8.500 vòng trên phút, ba cấp tốc độ điều chỉnh ở dưới này, 1, 2, 3, có chức năng kickback control. Đó, nói chung là sử dụng con máy này thì nó sẽ gọi là nó an toàn hơn. Nó hướng tới cái việc an toàn cho người sử dụng. Thì anh em có thể thấy cái thân máy nó cũng sẽ to hơn ha. Nhưng mà chỗ tay cầm này nó sẽ có bọc cao su nè, để anh em tăng cái độ ma sát và cầm êm tay hơn. Đó. Rồi, con máy này thì giá của nó là 1.090.000. 1.090.000, em cũng sẽ tặng cho anh em là hai cái đĩa này. Đó, tặng cho anh em hai cái đĩa này. Nói chung là khi mà tặng hai cái đĩa này coi như là cái tiền lời gần như là nó còn rất là ít ha, và cũng là bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha. 1.090.000 bao ship cho anh em trên toàn quốc, tặng hai cái đĩa luôn. Hai cái đĩa luôn. Còn ví dụ như anh em nào mà không muốn lấy cái đĩa, ví dụ cái đĩa này là cắt gạch nè, gạch đá bê tông, cái đĩa này chắc chắn là anh em phải lấy rồi đó. Còn ví dụ như cái đĩa này cắt sắt với cắt gỗ, anh em không có muốn lấy cái đĩa hợp kim, đĩa đa năng á, thì em sẽ đổi cho anh em là 10 cái đĩa. Đổi cho anh em là 10 cái đĩa cắt như thế này, 10 cái đĩa cắt sắt như thế này nha. Đó, cái đĩa cắt sắt này thì anh em ra ngoài mua đâu đó khoảng tầm 5.000 một chiếc. Đó, nếu mà anh em nào mà không có nhu cầu lấy cái đĩa đa năng đó thì em sẽ đổi lại bằng 10 cái đĩa này. 10 cái đĩa cắt này ha. Này đĩa đá này là đĩa cắt đá thôi. Đó, tùy vào nhu cầu ha, tùy vào anh em muốn lấy cái nào cũng được. Rồi. AG100 Pro. Rồi một cái phiên bản cao cấp hơn AG100 Pro đó là AG100 Pro Max ha. Thì anh em có thể tu lại cái video mà em đăng ngày hôm qua. Đó là con AG100 Pro Max. Thì con 100 Pro Max thì nó xịn sò hơn, tóc của nó cao lên tới 10.000 vòng trên phút ha. 6 cấp số, con này thì nó chỉ có 4 số thôi, 3 số thôi. Con kia tới 6 số và nó có hai màu xám và màu xanh.
Nhưng mà cái con đó thì hôm qua ngày chủ nhật em còn tồn 10 con, nhưng mà hôm ngày thứ hai vô là đi sạch hàng luôn. À, hiện tại là kho không còn con nào để lên cho anh em coi luôn. Thì anh em cứ tu lại giùm em qua cái video ngày hôm qua á, thì anh em sẽ thấy. Thì em vẫn tặng cho anh em đó là hai cái đĩa này luôn. Đó, bữa giờ chủ yếu là anh em lấy hai cái đĩa này nên em mua rất là nhiều ngày hôm qua. Đó, hơn chục con mà trong một hôm là đi sạch chân luôn anh em. Đó, cái đĩa này thì em cũng còn số lượng không có nhiều ha. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em có mua. Rồi, AG100 Pro Max thì giá của nó là 1.250.000. Đó, vẫn tặng cho anh em là hai cái đĩa. Hai cái đĩa, một cái đĩa cắt gạch đá, rồi một cái đĩa cắt đa năng dùng để cắt sắt và cắt gỗ ha. Đĩa đa năng dùng để cắt sắt và cắt gỗ. Anh em đem cái đĩa đa năng đi cắt gạch đó thì nó vẫn cắt được, nhưng mà sẽ làm vô tình làm giảm tuổi thọ của cái đĩa đó nha anh em. Rồi ok, đó là đối với máy cắt ha. Rồi còn thêm cái nữa nè, còn thêm cái này nữa. Đây, còn thêm cái này là cái con máy cắt đa năng luôn, mã nó là M21CS05BL. Con này thì là cái mẫu mới nhất nha anh em, mẫu mới nhất của Deadtong. Đó, có nhiều anh em đi so sánh là ok, tại sao cái bên kia nó bán giá rẻ như vậy ha. Thì anh em lưu ý là nó sẽ có hai phiên bản ha. Phiên bản này, phiên bản mới thì nó sẽ có cái đèn laser nè, và hộp của nó là hộp trắng xanh nè, trắng xanh, và đi kèm theo nó có ba cái đĩa ha. Một cái đĩa cắt gạch nè, một cái đĩa cắt cắt gỗ nè, và một cái đĩa cắt sắt ha. Một cái đĩa cắt cắt đá nè, cắt gạch, cắt sắt nè, và cắt gỗ nha. Mã nó là CS05BL, và đặc biệt là nó có laser ha, nó có thêm cái đèn laser. Rồi, giá của nó là 1.280.000. Đó, thì 1.280.000 thì em vẫn tặng cho anh em thêm cái quà tặng, nó tính cho anh em là 1.280.000. Tính cho anh em là còn 1.190.000 đi. À, 1.250.000 đi. Rồi, 1.250.000 tặng kèm cho anh em là ba cái mũi vít hoặc là ba mũi khoan ha. Anh em nào không thích mũi vít mũi khoan, muốn lấy thêm cái đĩa này vẫn được, em vẫn đổi cho anh em. Rồi, con này con laser, em lười biếng khui quá anh em, nãy giờ quay lâu quá rồi. Rồi, đụng con nào bóc con đó luôn. Đây cái đèn 360 lumen. Đó, 360 lumen ha. Rất là sáng này, con này bữa giờ bán cũng nhiều nè anh em. Giá 450.000 ha, giảm cho anh em còn 360.000 thôi. Cái đèn này 360.000. Còn đèn 5.000 lumen ha, giá 750.000, cũng giảm cho anh em thêm 100.000, còn lại là 650.000. Rồi, con rửa xe. Đó, bữa giờ con rửa xe, lên con rửa xe này trước đi. Đây là con rửa xe ha. Con rửa xe SRX77-1401 Plus. Trời ơi, con này thì bữa giờ em có cái làm một cái clip về con này. Cái quà tặng đó là một cái bình xịt xà phòng á. Nhưng mà anh em sau khi liên hệ mua thì anh em toàn là đổi quà, tức là anh em cảm thấy cái bình xà phòng đó hình như nó không phù hợp hay sao đó. Có rất là nhiều anh em đổi qua cái bộ vít ha. Có rất là nhiều anh em đổi qua cái bộ vít. Đó. Nếu mà anh em nào mà lấy theo cái combo này ha, giá là 1.130.000. 1.130.000 là con này là SRX1401 Plus nha anh em. Đó, nó có phiên bản màu xanh và màu xám. Thì cái này hiện tại bên hãng nó cũng đang gần hết hàng rồi anh em. Đó, hôm nay thì em mới lấy được gần 20 chiếc ha. Đó, em lấy được gần 20 chiếc thôi. Và bên hãng báo là họ gần hết hàng rồi. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em nên mua sớm. Rồi, đối với con này thì em có cái chương trình đó là tặng cái bình xịt xà phòng. Nhưng mà anh em lấy cái bình xịt xà phòng đó thì khi mà gói vào á, thì cái kiện hàng nó hơi lớn. Nên sẽ phát sinh thêm cái phí ship đó là 50.000. À, phát sinh thêm phí ship là 50.000. Còn nếu mà anh em nào mà không lấy cái bình xà phòng mà có thể lấy đây lấy ba cái mũi khoan hoặc là ba cái mũi vít thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Đó, nếu mà không lấy bình xà phòng mà lấy ba mũi khoan hoặc là ba mũi vít thì sẽ là bao ship cho anh em. Còn anh em nào mà lấy bình xà phòng thì vui lòng bù dùm em thêm 40.000 tiền ship, tại vì cái bình xà phòng nó bự chà bá lửa luôn. Đó, cộng với cục này thì nó ra cái phí ship khủng khiếp lắm anh em. Một cái con này phí ship đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40.000 ha, 35-40.000 gì đó. À, anh em mà cộng theo cái bình xà phòng thì cái phí ship nó sẽ nhảy lên đâu đó khoảng 70.000, tại vì đóng vào nó cái kiện hàng nó to lên anh em. Quên nữa, chưa mở ra cho anh em coi mà. Rồi, cái này nó có hai màu. À, anh em lưu ý là phiên bản này là phiên bản Bluetooth ha. Bluetooth thì nó gọi là nó sẽ xịn sò hơn so với phiên bản 1401 bình thường. Đó, xịn sò hơn nha, cái màu nó cũng đẹp hơn luôn, màu cam với lại màu
màu màu cam và màu xám ha. Đó, anh em thấy chữ Blut không? Blut ha. Rồi, cái áp lực của nó là 53. Áp lực xịt là 53, thì theo thông tin của hãng thì báo là cái con này xịt nó khỏe hơn so với con trước. Còn khỏe hơn như thế nào thì em chưa có test nha. Rồi đặc biệt là đi kèm theo là nó có tới hai cái lọc nước, hai cái lọc rác luôn anh em, một cái lọc rác này và một cái lọc rác kia nữa. Rồi phụ kiện là một cái đầu xịt xòe nè, một cái đầu xịt gom nè, một cái đầu 6-1 nè và một cái cần nối dài ha. Đó, motor là motor rootless không than nha anh em. Cái này là thân máy ha, chưa bao gồm pin sạc. Anh em nào muốn mua pin sạc thì anh em cứ liên hệ giùm em sẽ thêm cái phần pin sạc cho anh em. Rồi giá là 1.130.000. Đó, 1.130.000 tặng kèm cho anh em. Đó là một là ba cái mũi vít của Milwaukee. Đó, size 68 size 59 với lại 15 mũi BH2. Hoặc là anh em có thể lấy ba cái mũi khoan đa năng, size nó là 468 nha. Đó, anh em muốn lấy cái nào cũng được. Rồi vẫn là 1.130.000 luôn. Nó bao ship cho anh em luôn. Rất là xịn sò ha. Rồi anh em nào mà thấy cái con máy 1401 Blut nó mắc quá, hoặc là thấy nó mình vẫn thích cái phiên bản này hơn, phiên bản có than hơn, thì anh em có thể lựa chọn con này. Đó, con này thì em vẫn đang còn tồn cũng khá khá ha. Đợt Tết thì cũng ôm một mớ để bán, nhưng mà Tết nhanh quá bán chưa kịp. Bây giờ nó vẫn còn lại nha anh em. Đó. Rồi 1401 con này là 775. Thì đi kèm theo nó coi như là nó đầy đủ phụ kiện, nó giống y chang như con kia luôn. Phụ kiện nó đi kèm theo giống y chang cái con kia ha, chỉ có điều đó nó có một cái lọc rác thôi. Đó, cái súng nó hơi thô như thế này, nhưng mà cái độ mạnh của nó là cũng khá là ok. Độ mạnh của nó là 43.3 nha anh em. 43.3 ha, xịt cũng khá là ok. Rồi con này thì giá của nó là 650.000. 650.000 vẫn tặng cho anh em thêm cái combo kia luôn. Đó, tặng cho anh em là thêm ba mũi vít của Milwaukee hoặc là ba mũi khoan. Đó, anh em muốn lấy ba mũi vít hoặc là ba mũi khoan thì tùy. Rồi cũng bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Đó, ghê chưa? Nói chung là giá bây giờ thì nó rẻ rồi anh em. Đó. 650.000 tặng kèm ba mũi khoan hoặc là ba mũi vít. Anh em nào không có nhu cầu lấy mũi khoan mũi vít thì em sẽ trừ tiền ra, đồng thời sẽ bao ship cho anh em trên toàn quốc. Ok ha. 650.000 nha. Rồi, ngoài ra thì pin sạc của Deadtong cũng có một số cái thay đổi nha anh em. Bắt đầu từ tháng 3 là có thay đổi rồi ha. Ví dụ như đối với những cái dòng pin mà 4A, ví dụ 4A thì họ sẽ có là pin 4000M nè, 4A12C nè, pin 4ATB nè, 4AEV nè. Thì tất cả những cái pin đó thì hồi trước thì anh em có thể mua với giá là ví dụ như 4AEV thì giá nó là 820, tặng kèm cái sạc S40, nhưng mà hiện tại thì bên hãng họ đã thay đổi rồi ha. Thì chính xác hiện tại là chương trình của hãng là sẽ tặng là sạc S25 nha anh em, sẽ còn không được còn sạc S40. Nhưng mà khi mà anh em mua tại bên em dụng cụ hình gia thì anh em nào mua một cái combo một pin một sạc, ví dụ như pin 4AEV đi, thì giá cho anh em sẽ là 850.000 bao ship cho anh em luôn. Đồng thời em cũng sẽ tặng cho anh em là sạc S40 luôn nha. Tức là đâu đó em còn khoảng tầm 10 viên EV kèm sạc S40. Đó, còn hết thì sẽ chuyển về là sạc S25 bình thường. Rồi hoặc là đối với pin 4000M cũng vậy. 4000M thì cũng đang tặng là sạc S, đó là sạc S25 luôn. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, khi mà mua tại dụng cụ hình gia sẽ được hỗ trợ là sạc S40 hết nha. Số lượng có hạn nha anh em. Rồi thì còn đối với chi tiết những cái pin á thì chắc là em sẽ lên một cái video sau nha. Video này nó cũng dài quá rồi. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.